Xin chào các bạn, và bây giờ tôi sẽ làm một cái video gì? Tôi sẽ nói về viết các cái plugin cho WordPress nhé. Thì đây các bạn nhìn thấy không? Tôi có một cái thư mục WordPress trong này. Các bạn vào cái thư mục VP Content này và plugin này, và chúng ta sẽ tạo ra một cái file tên là tôi đặt là my plugin đấy, đây chính là nó đây nhé. .php. Và để một vài cái thông tin mà chúng ta khóa lại như thế này để mà hiển thị ở trong cái cửa sổ của WordPress nhé, thì là package như này rồi version như này, các bạn làm y chang thôi. Ví dụ plugin name là my plugin, các bạn có thể đặt tên gì tùy ý đúng không, và tôi có thể đặt tên là plugin aa chẳng hạn. Tí nữa chúng ta xem nó có lên cái tên gì nhé, nó lên tên file hay là tên, chắc là nó lên cái tên này nhé. Và đây là description, test how to write w, và tác giả đây, version đây, và địa chỉ nhé, author. Cho chúng nó khóa cái này lại. Đây tất nhiên là những cái thông tin mà chúng ta thấy nó cũng không thú vị lắm, nhưng mà nếu mà không có cái này thì trông nhìn nó rất là buồn cười ở trong cái cửa sổ của WordPress. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ viết như nào. Ở trong này tôi sẽ viết một cái function hello nhận vào một cái tham số là string nhé, hay là text gì cũng được. Và nếu mà ở trong cái tôi để là nếu mà ở trong cái text này mà nó chứa chứa cái string texture, tức là nếu mà nó không chứa thì chúng ta không làm gì cả, thì chúng ta return nguyên cái string. Nhưng mà nếu mà chứa cái này nhé, chứa cái chữ texture này, thì ta sẽ gắn thêm một cái chữ hello vào và cho được không. Và để mà cho nó thực hiện thì ở trong WordPress nó có cái gì content, là chúng ta tác động vào cái gì content, và nếu mà chúng ta muốn tác động vào gì title thì chúng ta cũng tác động, thì chúng ta phải add cái filter này nhé. Bây giờ tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ khóa một thứ vào nhé, bang bang. Và như vậy là chỉ có những cái nội dung post bài báo nào có chứa cái chữ texture này thì chúng ta sẽ thêm chữ hello vào. Tức là đây là cái filter này là nó tác dụng vào content và dùng cái function hello, chính là cái function này nhé. Và trong cái function hello thì nó chỉ tác động vào những cái nội dung nào mà chứa cái này thôi. Và bây giờ chúng ta cùng chạy xem thế nào, và tôi Ctrl S đã. Và đầu tiên là chúng ta phải làm gì nhỉ? Chúng ta phải vào cái dashboard. Tôi vào cái admin đây đúng không, và chúng ta cho vào cái plugin, và chúng ta nhìn thấy này, my plugin aa là chúng ta này đúng không, và description là test how to write plugin version là 0.1 này by, đã có nghĩa là thậm chí ở đây tôi ấn vào là tôi có thể chạy đến cái trang, tôi ấn thử nhé, bang, hoặc lập trình online.com, bởi vì ta có để cái đường link ở trong đấy mà, bang 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 đúng không nhỉ. Như vậy là chúng ta phải, nếu mà nó chưa nó deactivate thì chúng ta phải, lúc nãy tôi đã activate nó lên rồi đây này, chúng ta phải ấn vào cái chữ activate này này nhé, bang bang, nhớ là phải ấn vào và phải nhìn thấy cái chữ này ở đây, có nghĩa là nó đã activate rồi đúng không. Và bây giờ nếu mà nó activate rồi thì chúng ta thử chạy thôi. Ồ, hình như tôi sorry, đấy tôi cứ tiết kiệm màn hình là cuối cùng nó cứ thế đấy, đây này nha. Và tôi sẽ kéo nó lên này, activate với activate không này, đây đúng không, chúng ta phải, nếu mà chưa activate này chúng ta phải nói lại này, để activate cái chỗ này. Nhớ là các bạn activate ở đây này, ấn activate nhé, activate để cho nó hoạt động. Và bây giờ sorry, và bây giờ chúng ta làm gì, tôi lại mở nó lên to và chúng ta bắt đầu chạy nhé, bang bang.
Bang bang. Và chúng ta thử ấn vào đây cho nó. Chúng ta thấy chữ đây này, các bạn thấy không? Hello đây này. Bang bang. Có nhìn thấy chữ hello không? Ở trong cái phần nội dung đúng không? Thế còn những cái thằng khác thì không bị, nhưng mà riêng cái chữ thằng này nó chứa cái chữ texture đây này. Nếu mà chúng ta muốn tác động cả vào đây nữa thì chúng ta sẽ làm gì? Tác động cả vào đây nữa thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ cởi cái filter này ra này. Mình filter vào cái thằng này và cả đây. Và bây giờ thì cái the title cũng bị tác động và the content cũng bị tác động, được chưa? Và tôi Ctrl S rồi, và bây giờ tôi chạy lại này. Các bạn nhìn thấy không? Bang bang. Bang bang ở trên này hello này, đúng không? Hello và dưới này cũng hello. Còn trong trường hợp chúng ta lại không dùng cái phần if này nhé. Đúng đúng không? Trong mọi trường hợp mà chúng ta đã đều 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 return cái chấm hello này thì thế nào? Trong mọi trường hợp chúng ta đều return cái chấm hello. Ctrl C và trong mọi trường hợp tôi đều return thì các bạn sẽ thấy điều gì nhỉ? Bang bang. Các bạn thấy hello ở đây, khắp nơi hello này. Khắp nơi hello đúng không nhỉ? Chúng ta nhìn thấy chỗ nào cũng hello trong mọi tình huống. Đúng rồi, thật là rùng rợn đúng không? Nhưng các bạn đừng lo, nếu mà chúng ta bỏ cái này đi không, hoặc là chúng ta deactivate nó, hoặc là chúng ta không apply nó nữa thì nó không bị ghi vào trong, nó không hề bị ghi vào trong cơ sở dữ liệu nhé. Và chúng ta refresh lại lại và chúng ta thấy lại của ta lại sạch sẽ bình thường, không hello hay liếc gì nữa nhé. Oh, như vậy là gì nhỉ? Tôi đã trình bày xong một lần nữa nhỉ? Tôi sẽ phải nói lại cái gì? Có cần nói lại cái gì không? Không. Nghĩa là chúng ta ném vào đây nhỉ? Đây là nội dung này. Nhớ là cái phần này để chúng ta hiển thị lên nó. Các bạn gõ đúng như thế này. Nó có mấy cái mờ mờ khóa lại đấy. Ok. Các bạn gõ như thế này và ở dưới này thì có các cái function nó tác động vào, nó thường thường lấy các cái dollar text này. Có thể các bạn làm, đây là một cái ví dụ đơn giản. Sau đó các bạn nhớ add filter nhé. Add filter. Và tôi lại chạy lại một lần nữa. Và sau đó thì chúng ta dùng cái gì? Thì chúng ta dùng cái pang pang. Các bạn nhìn thấy hello ở khắp nơi, trông thật là kinh khủng đúng không? Và bây giờ chúng ta lại, tôi lại chui vào admin vậy. Tôi chui vào admin và tôi làm gì? Tôi bỏ cái này đi nhá. Tức là tôi không activate nó nữa. Để tôi thấy nó kinh khủng quá và tôi deactivate cái my plugin gì đấy đúng không? Ok. Và ấn vào đây. Chúng ta thấy sạch sẽ đúng không nào? Mọi sự lại sạch sẽ. Vậy nhỉ? Tôi nghĩ là các bạn đã biết khái niệm về viết cái khái niệm thế nào là viết plugin rồi, nó tác động vào cái gì và dùng add filter ra làm sao. Các bạn hãy thử nhé. Để chúng ta hiểu thế nào là plugin và chúng ta có thể viết được các plugin cho WordPress.